chào. Ô, chào chị Thanh. Chào chị Thanh Nguyễn. Sếp nữa. Chào Xuân Trần, chào em. Thấy soạn soạn tưởng anh livestream bán hàng chứ. Giờ này còn livestream bán hàng gì nữa. Chào mọi người đã đến với livestream của Chi Dân. Đợi nhiều xíu bắt đầu nói ha. Ờ đúng rồi, em mới diễn xong, em mới về tới nhà chị Thanh ơi. Đang ở nhà nè. Hello tất cả các bạn. Chào các bạn đã đến với livestream của tôi. Các bạn giờ này còn thức hay sao? Các bạn đang làm cú đêm mà. Chào Nguyễn Trần Thành Hiếu. Hôm nay chị Dân mới diễn là Sống Xanh xong, bây giờ mới về tới nhà. Mới về đến nhà thì mới thay đồ xong, bây giờ ra định hát karaoke vài bài gửi tặng cả nhà. Dây em Phan. Thôi chào anh Tuấn luôn. Chào Ngọc Trinh luôn ha. Chào tất cả các bạn. Dưới đây là chương trình hát karaoke giữa đêm. Mọi người ơi. Mọi người. Mọi người nhớ share cái livestream này nhiều nhiều nha. Wow. Nhiều người vô xem á. Được ngàn mấy người. Mở một bài hát mọi người nghe nha. Hello. Đi qua bao nhiêu ngày nắng